Từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 8 đến 10 cơn bão áp thấp nhiệt đới. Đàn bò sữa Lâm Đồng phát bệnh trở lại, hộ nuôi bất lực. Cựu bí thư, chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ nguồn tiền của công ty AIC và công ty Sông Hồng. Nhiều trẻ đuối nước nguy kịch do cấp cứu sai cách. Phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm ở rừng Bình Thuận, trong đó có những loài nguy cấp quý hiếm như trà vá chân đen, tê tê java, công, sơn dương, thủy đuôi lợn. Từ nay đến hết năm 2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 8 đến 10 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có 4 đến 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Nguy cơ tác động đến hoạt động tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản ven biển. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính. Dự báo thời kỳ từ tháng 9 đến tháng 11, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất từ 60 đến 70%. Trong trạng thái La Nina, trên khu vực Biển Đông, khả năng sẽ đón số lượng bão áp thấp nhiệt đới nhiều hơn. Dự báo cụ thể hơn thời tiết trong giai đoạn cuối năm nay, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khi khí quyển đại dương chuyển sang trạng thái nhanh từ nóng sang lạnh sẽ là yếu tố bất lợi, có thể gây ra hệ quả thời tiết xấu ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. La Nina có thể làm gia tăng tần suất và cường độ của bão và áp thấp nhiệt đới, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm. Do bị chấn thương quá nặng nên hai nạn nhân trong vụ xe tải mất lái lao xuống cầu Khe Sang trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đã tử vong. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, sáng ngày 15 tháng 8, bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhân bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch. Do bị chấn thương quá nặng nên đến trưa cùng ngày, hai nạn nhân đã tử vong. Hiện thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 15 tháng 8, tại km 191 510 thuộc địa phận xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, xe ô tô tải đang lưu thông theo hướng Nội Bài Lào Cai đến km 191 510 thì bất ngờ mất lái lao xuống cầu Khe Sang. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Đàn bò sữa Lâm Đồng phát bệnh trở lại, hộ nuôi bất lực. Trong những ngày qua, lực lượng cán bộ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trung ương và địa phương đang tập trung xuống giúp người dân điều trị cho đàn bò ở vùng trọng điểm bò sữa Lâm Đồng. Tuy nhiên, một số đàn sau khi được hồi phục nay lại đang phát bệnh trở lại. Một số chủ trang trại bất lực do tài chính đã cạn kiệt. Các hộ chăn nuôi bò sữa ở hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng cho biết, trong những ngày qua, các chuyên gia trung ương và của tỉnh đã xuống hỗ trợ điều trị, hướng dẫn phát đồ điều trị và chăm sóc. Tuy nhiên, hiện đàn bò đang phát bệnh trở lại nên bà con rất lo lắng. Để hỗ trợ bà con điều trị cho đàn bò sữa, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí 147 cán bộ, chuyên gia thú y của trung ương và địa phương trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ, hướng dẫn phát đồ cho từng hộ dân. Qua đó nhằm sớm khống chế dịch bệnh, khôi phục lại đàn bò sữa cho bà con trong vùng. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trong ngày 15 tháng 8, thêm 89 con nhiễm bệnh, 11 con bị chết. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 5.739 con bò bị bệnh, 291 con bị chết. Đáng chú ý, có 593 con bò hồi phục, không còn các triệu chứng của bệnh. Qua đánh giá rà soát sơ bộ, số lượng bò có dấu hiệu hồi phục cơ bản đang dần tăng tại các địa phương. Liên tiếp phát hiện các kho hàng kinh doanh quần áo may sẵn nhập lậu. Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra đột xuất kho hàng trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Đội Quản lý Thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng đã phát hiện thu giữ gần 900 đơn vị sản phẩm áo quần may sẵn là hàng hóa nhập lậu. Qua theo dõi hoạt động kinh doanh hàng hóa trên thị trường, Đội Quản lý Thị trường số 6 tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng đang kinh doanh áo quần may sẵn các loại tại đường Nhân Hòa 5, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Có dấu hiệu vi phạm là kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Địa điểm này đang kinh doanh hàng hóa là áo quần may sẵn thuộc trường hợp phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Cùng với đó, áo quần may sẵn các loại đang được kinh doanh tại đây là hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ liên quan chứng minh tính hợp pháp, nguồn gốc xuất xứ. Đội Quản lý Thị trường đã tạm giữ 860 đơn vị sản phẩm là áo đầm, áo thun nữ đang bày bán tại địa điểm kinh doanh để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính và làm căn cứ xử phạt. Đồng thời,
trình hồ sơ vụ việc, vượt thẩm quyền đề xuất Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cựu Bí thư Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ nguồn tiền của công ty AIC và công ty Sông Hồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, công ty AIC. Theo đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 4 người về tội nhận hối lộ gồm Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hạnh Trung, cựu tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Tuyên, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế tỉnh, Ban Quản lý. Bị can Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch công ty AIC đang bỏ trốn, bị đề nghị tội đưa hối lộ. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc công ty AIC đang bỏ trốn, Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc công ty Sông Hồng, Nguyễn Đằng An, cựu trưởng phòng kế hoạch ban quản lý, Nguyễn Kim Huân, cựu phó phòng kế hoạch ban quản lý, Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh là cựu nhân viên công ty AIC, Đặng Xuân Minh, Chủ tịch công ty thẩm định giá BTC Vasi cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Điện Biên liên tiếp triệt phá hai vụ án ma túy lớn, thu giữ 9 bánh heroin. Lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá hai vụ án, bắt 3 nghi phạm, thu 9 bánh heroin và 4 bánh ma túy tổng hợp. Khoảng 7 giờ ngày 14 tháng 8 tại bản Nậm Ngắm A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, Công an tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 824T, bắt giữ Vàng A Tồng, sinh năm 1993, trú tại bản Hủy Pha A, xã Hán Lìa, huyện Điện Biên Đông. Tang vật thu giữ gồm 7 bánh heroin và 4 bánh ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Vàng A Tồng khai nhận số ma túy trên do Tồng nhận từ một người đàn ông nước ngoài. Khi đang vận chuyển về huyện Điện Biên Đông, Tồng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trước đó, ngày 12 tháng 8, khi làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm tại khu vực bản Tìa Mùng A, xã Nông U, tổ công tác công an huyện Điện Biên Đông phát hiện hai nghi phạm có hành vi đáng ngờ. Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra nhưng cả hai bỏ chạy. Tổ công tác lập tức truy đuổi và bắt giữ Vàng A Nu, sinh năm 2007 và Sùng A Sàng, sinh năm 2003, cùng trú tại bản Na Côm, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên. Qua đấu tranh đã khai nhận vận chuyển thuê hai bánh heroin từ bản Na Côm, xã Hẹ Muông đi lên giao cho một người không biết tên tại khu vực bản Pu Nhi, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông và được trả công 4 triệu đồng. Khi đang vận chuyển, các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hơn 200 hectare dừa tại huyện Chợ Gạo Tiền Giang bị sâu đầu đen phá hoại, thiệt hại nặng 60-70%, nhiều nhà vườn phải đốn bỏ. Xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo có gần 670 hectare dừa, hiện hơn 190 hectare bị nhiễm sâu đầu đen là địa phương bị thiệt hại nặng nhất tỉnh, trong đó một số diện tích không thể phục hồi. Hiện xã đã thành lập hơn 10 tổ phun thuốc để hỗ trợ nông dân bảo vệ vườn dừa. Sâu đầu đen có tên khoa học Obisina Anosla Walker, nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka. Trên thế giới, loài côn trùng đã được ghi nhận tại 16 nước. Do độ tuổi sâu non lên đến 40 ngày so với từ 10 đến 30 ngày ở các loài gây hại khác, nên khi chúng phát triển sẽ ăn hết lá, làm cây chết hàng loạt. Ông Võ Văn Men, Chi cục trưởng Bảo vệ Thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang cho biết, toàn tỉnh có 22.000 hectare dừa. 3 năm trước, sâu đầu đen bắt đầu xuất hiện tại địa phương, nhưng gây hại không đáng kể. Diện tích mỗi năm chỉ từ 5 đến 30 hectare. Ngành nông nghiệp đang vận động nông dân dọn tỉa vườn dừa, tiêu hủy các lá bị gây hại và đồng loạt phun thuốc để tránh sâu lây lan sang các vườn còn lại. Hiện ong ký sinh và bọ đuôi kèm cũng được ngành chức năng nhân nuôi nhằm tăng hiệu quả phòng trừ sâu đầu đen. Còn tại Nghệ An, sâu róm tàn phá hơn 750 hectare rừng. Hơn 750 hectare rừng thông phòng hộ ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị sâu róm xâm hại, ăn trụi cành lá, có nguy cơ chết khô. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc cho biết, dịch sâu róm xuất hiện tại cánh rừng thông trên địa bàn từ giữa tháng 7. Vòng đời sâu róm khoảng 50 ngày, hiện đã đến thế hệ thứ 3.
Đến nay, 300 hecta rừng thông ở các xã Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Quang, Nghi Xá bị sâu ăn rụi lá, mật độ khoảng 350 đến 400 con một cây. 450 hecta rừng thông rải rác trải dài trên 17 xã khác trong vùng cũng bị sâu tấn công với mức độ trung bình, mật độ từ 150 đến 200 con một cây. Một số điểm nhỏ lẻ là từ 10 đến 30 con một cây. Ông Trần Văn Trường, Phó ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc cho biết, vừa qua trời nhiều sương mù, nắng mưa thất thường, độ ẩm cao tạo điều kiện cho sâu róm sinh trưởng mạnh. Hiện sâu ăn, cắn phá lá thông một chu kỳ, nếu để sâu phát triển thêm nhiều chu kỳ sẽ có thể gây chết cây. Ban quản lý đã cử cán bộ phun thuốc trên diện tích 142 hecta. Thời điểm này sâu bắt đầu đóng kén, chuẩn bị vòng đời mới nên tạm dừng phun. Đơn vị đang chuẩn bị đèn và các vật dụng làm điểm đèn để bẫy, bắt sâu trưởng thành nở ra bướm. Sâu róm hay còn gọi là sâu lông, khi trưởng thành có lông chứa độc tố. Phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm ở rừng Bình Thuận. Viện Sinh thái học miền Nam đã phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ lòng sông Đá Bạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận lắp đặt 7 ảnh phục vụ nghiên cứu. Sau một thời gian, dữ liệu được trích xuất từ 7 ảnh được kiểm kê, định danh và phân tích đã ghi nhận được 24 loài chim và thú. Trong đó có những loài nguy cấp quý hiếm như chà vá chân đen, tê tê java, công, sơn dương, khỉ đuôi lợn. Viện Sinh thái học miền Nam đề xuất cần tăng cường các hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng và xây dựng kế hoạch giám sát đa dạng sinh học định kỳ để kịp thời đánh giá cập nhật hiện trạng, cung cấp các thông tin hữu ích, phục vụ bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.